Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Sương Trà về công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Theo báo cáo của quận Sơn Trà từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9, toàn quận Sơn Trà có 762 ca F0, 1534 F1, 937 ca F2. Diễn biến dịch bệnh phức tạp, Quận Sơn Trà thuộc diện vùng đỏ với 176 khu vực trên địa bàn quận bị phong tỏa. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, quận đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm trên diện rộng với tổng số 331 ngàn mẫu, qua đó phát hiện 42 ca F0. Ủy ban nhân dân quận đã chủ động kịp thời chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp, phương án đa dạng các loại hình cung ứng để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hiện tại, quận vẫn duy trì 12 điểm băng hành tại các phường Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Bưng Thái, khôi phục hoạt động hai chợ truyền thống tại phường Phước Mỹ và An Hải Bắc. Dự kiến từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, quận sẽ khôi phục hoạt động các chợ trên địa bàn 5 phường còn lại. Tính đến ngày 21 tháng 9, quận đã tiêm chủng cho 61.172 lượt người, trong đó tiêm mũi 1 cho 57.352 người, tiêm mũi 2 cho 3.820 người. Đến nay quận cũng đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của thành phố và của trung ương đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Qua giám sát thực tế tại các khu dân cư, tổ dân phố, các thành viên đoàn giám sát kiến nghị quận tiếp tục rà soát các đối tượng trong diện hỗ trợ để chi trả kịp thời cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong dân dân, đồng thời cần xây dựng kịch bản phòng dịch một cách cụ thể toàn diện cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lê Bình Trung cùng đoàn đã có buổi giám sát về công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại quận Hải Châu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết nội dung chương trình giám sát công tác phòng chống dịch của lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố tại quận Sơn Trà và Hải Châu trong bản tin thời sự sau.